sữa Marigold được làm từ sữa New Zealand cao cấp. Theo cáo bồi, nguồn dinh dưỡng từ thịt. Một con rắn chơi với hai con mèo, ba con vịt. Hỏi tất cả bao nhiêu cái chân? Có hai con mèo là bao nhiêu chân, con ba con vịt là bao nhiêu chân? Mười hả chú? Ông đúng rồi. Xuống. Có 14 chân lận nha. Hai mèo là hết 8 rồi. Đúng không? Ờ nhỉ. Câu hỏi số 1. Nhà bạn Lan là có 4 con gà. Nếu như mỗi một ngày một con gà mái mà đẻ được một trứng á, thì tại sao mỗi một ngày bạn Lan chỉ lấy được có 3 cái trứng thôi? Là tại vì một con gà kia nó không phải là gà mái. Mà nó là gà gì? Nó là gà trống. Chính xác. Thấy ta thông thái không? Ta xì lựng đàng hoàng. Con có thể chụp ảnh dưới nước được không? Dạ được, có vài chiếc máy là có thể. Chính xác. Hai, thông minh. Wow, mới đây hai câu rồi hả, nhanh vậy? Con ơi, cái con cá Dory á, nó là cái nhân vật nằm trong phim hoạt hình Đi Tìm Nemo hay là phim hoạt hình Đi Tìm Dory? Dạ, Đi Tìm Dory. Không chính xác nha, cả hai phim luôn. Đi Tìm Nemo cũng có nó mà. À, đúng rồi. Ở trong Dory có tìm Dory là trong Nemo nó vai phụ, đúng chưa? Cái phim Đi Tìm Dory thì bả lên vai chính. Rồi bây giờ chú đố con, trong phim Đi Tìm Dory thì con nào dẫn đường cho Dory? Con cá hề, con cá heo hay con bạch tuộc? Con bạch tuộc. Chính xác. Con bạch tuộc nó tên gì con nhớ không? Dạ Hank. Chính xác. Hay quá, giỏi quá. Con bạch tuộc Hank. Trong tiếng Anh á, mình ghép hai chữ V lại mình được chữ gì? W. 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 Yeah. Con này tuộc cũng nhiều. Một con rắn chơi với hai con mèo, ba con vịt. Hỏi tất cả bao nhiêu cái chân? Có hai con mèo là bao nhiêu chân, con ba con vịt là bao nhiêu chân? Mười hả chú? Ông đúng rồi. Xuống. Có 14 chân lận nha. Hai con mèo là hết 8 chân rồi. Đúng không? Ờ nhỉ. Đúng, ờ nhỉ. Ừ nhỉ. Hai mèo hết 8 rồi, ba con vịt mỗi con 2 nữa là 6, 6, 8, 14. Một nửa số bánh Marigold của bạn Minh Sù là 4 cái. Giờ bạn Minh Sù cho bạn Lan 2 cái. Hỏi bạn Minh Sù còn mấy cái? Một nửa là 4 cái thì vậy tính thì đầy đủ là nhiêu? Là 8. Rồi, cho 2 thì còn nhiêu? Cho 2 là sẽ bằng 6. Lên. Đố con đỉnh núi Olympus cao nhất của hệ mặt trời nên nằm ở hành tinh nào? Sao Mộc, sao Hỏa hay sao Thổ? Dạ, sao Hỏa. Chính xác. Hay quá rồi ta. Gọn nhẹ. Vậy sao Hỏa, sao Thổ với sao Mộc, hành tinh nào nó nhẹ nhất con? Sao Thổ. Chính xác. Con dơi, con quạ với con đại bàng, con nào săn mồi theo đàn con? Dạ dơi. Chính xác. Bây giờ con vô tiệm hủ tiếu, con nói cho tôi một tô xíu quách. Vậy thì cái xíu quách đó là phần nào của con heo? Thịt heo, lòng heo hay xương heo? Dạ là xương. Chính xác. Không cần gợi ý luôn. Thôi gợi ý chi? Chiều quá. Nhức đầu làm phiền tôi. Điện thoại di động và máy tính xách tay, cái nào con có thể gọi điện thoại để nói chuyện với người khác? Cả hai hả chú? Lên luôn. Hay quá. Trời ơi, dạo này người ta tinh vi lắm, người ta xài ta biết hết á. Lập trình viên mà. Lập trình viên mà giỡn hoài, ba người ta làm cao mà. Cái gì mặc dù mình đã để trong tủ lạnh rất lâu nhưng khi mang ra ăn vẫn nóng? Những đồ cay. Cái nóng chứ nó là một con mẹo thôi. Thì đó, vậy thì đó là cái gì, ví dụ đi. Cái gì cay? Ớt. Chính xác. Ghê không? Chứ nói chứ là ẩn dụ, ví dụ. Chỉ là mẹo thôi. Đố mẹo thôi. Ngày mai cả nhà con đi chơi lúc 7 giờ sáng. Mẹ đặt báo thức 7 PM là đúng không? Dạ sai. Dạ đúng mới là gì? Là 7 AM. Đồ hay quá. Lên luôn con ơi. Cố lên con, 10 câu. Batman, Superman với Spiderman, con nào của Marvel? Dạ cả ba. Không chính xác. Con Batman không phải của Marvel.
Superman của còn DC. Superman cũng không phải của Marvel luôn. Chỉ có Spider-Man thôi. Chỉ có Spider-Man thôi. Hai con kia của DC nha con nha. Thôi hết giờ rồi. Được rồi. Đón xem Nhanh Như Chớp Nhí mùa 3 lúc 20 giờ chủ nhật hàng tuần trên kênh V Giải Trí. Tải ngay VEON để xem miễn phí hàng ngàn nội dung bản quyền. Những bộ phim ấn tượng đang được phát sóng đầu tiên trên ứng dụng VEON.